Xin mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Chúc tất cả quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình nhé. Và hôm nay em Tuấn xin phép được giới thiệu một chiếc đài. Đây là một chiếc đài thuộc vào phân khúc khá là cao cấp rồi. Chiếc Saab GF800. Như tất cả các bác đã biết rồi, những dòng đài bãi ở cái thời điểm gần đây, thời điểm từ 2021 đến 2022 thì giá rất là cao nhé. Nếu những con đài bãi như thế này mà nó về Việt Nam mình thì giá sấp xỉ khoảng 20 triệu rồi, thậm chí những con 939 em đã từng chứng kiến là giá trên 30 triệu cho đến 40 triệu. Em chưa nhắc đến dòng 800 này rồi rồi đến dòng Saab Ban 7 nhá. Giá thậm chí còn vượt qua cả những con số 5 số 6 luôn. Đấy, rất là nhiều tiền. Đấy. Và đối với kênh điện tử Tuấn Thắng Video thì em chuyên săn, chuyên tìm, chuyên sưu tầm những dòng đài bình dân thôi. Giá cả hợp lý. Và hôm nay thì em lại giới thiệu một cây đài nó thuộc vào phân khúc nó tốt, nó nhỉnh hơn một xíu nhá. Đây là chiếc Saab GF800 mà em Tuấn mới sưu tầm được. Đài ra còn rất là đẹp. Tất cả còn nguyên bản 100% hết nhá. Nguyên bản 100% và đang còn rất là mới. Đây là phải nói là một cái đài bãi nhưng mà được một bác đã mua về chơi một thời gian ở Việt Nam rồi. Nên là giá nó sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn cho chúng ta mua về chơi. Còn nếu mà đài bãi mà nguyên bản từ nước ngoài về thì nó giá nó rất là cao. Đấy, đây là loa bên phải này. Các bác nhìn phần chrome đang còn rất là đẹp đúng không ạ? Hầu như là chưa bị nổ, chưa bị bong chóc một xíu nào cả. Đấy, chrome của loa tép này vẫn đang rất là sáng nhá. Loa bass này, rồi cái phần chỉ đỏ này. Đấy, còn rất là ok luôn. Phải nói là dùng từ mới luôn. Nếu so với hàng bờ thì cây này xếp vào top mới rồi. Vì cái phần phím chrome của nó đang còn rất là đẹp, chưa bị bong chóc. Bác nhìn cửa băng này. Đấy, rồi cái phần nhựa ở mặt trước này. Rất là đẹp. Chữ nghĩa đang còn rất là nét đúng không ạ? Đồng hồ vẫn đang còn chạy này. Các bác nhìn cái phần tổ hợp phím băng dây này. Tuyệt vời không ạ? Phần chrome của nó đang còn rất là bóng luôn. Phải nói là dùng từ bóng lộn luôn. Đây, tất cả các nút mạ. Phần chrome này, cần gạt này. Đấy, 10 cần gạt equalizer này, 2 cần gạt của băng dây này. Nút nguồn đây các bác nhá. Chúng ta sẽ quan tâm đến nút nguồn này, bật này. Đèn lên sẽ báo này. Ok chưa? Đấy. Cho công suất lên thì nó hơi sôi sôi. Đấy, ok. Và chúng ta sẽ quan tâm đến bốn chức năng, à ba chức năng ở đây. Băng dây này, line in và radio. Còn cái phono này thì nếu mà bác nào nghe đĩa than thì có thể cắm vào. Cái rắc ở đằng phía sau. Nó có một bên là phono và một bên là line in nhá. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cực kỳ là mới luôn. Đấy, bốn băng tần của radio thì nằm ở đây, giò sóng nằm đây nhá. Tất cả là núm nút là còn nguyên bản hết. Quai sách này. Đấy, còn rất là mới luôn. Quai sách là anten đang còn mới và zin nguyên bản theo máy hết các nhá bác nhá. Nói chung là so với thang điểm chấm đài bãi thì cây này được khoảng 8 điểm luôn, rất là đẹp. Em không dùng dám dùng từ xuất sắc nhưng mà nó rất là đẹp. Loa bên trái này. Rất là mới đúng không ạ? Rất là đẹp. Và em sẽ quay qua phía đằng sau cho các bác xem nhé. Đấy, tất cả dây rắc nguyên zin, tem mác đầy đủ hết nhé. Đấy, loa dây zin hết, tem thông số loa, rắc loa, còn đây là tem thông số máy này, đang còn rất là đẹp, rắc line in này, rắc phono bên này các bác nhá, loa, tem loa rất là đẹp. Ok, và sau đây em sẽ test qua phần chức năng cửa A. Cho âm lượng lên nhé.
Tiếng rất là hay đúng không ạ? Tiếng rất là sáng. Và em Tuấn sẽ test qua phần cửa B nhé. Tiếng rất là ok. Và sau đây em Tuấn sẽ test qua phần radio nhá. Cái dòng này thì Bạn radio đang bắt giao rất là lưu khi nét, đang đồng gà, nhiều cực trò nét chơi dân luôn. tộc vui lắm. Về văn nghệ có Chơi hát truyền thống các này, bài chơi hát phân như em Hèn trước. Si Lượn, hát các then cháu đều mặc quần Si áo đẹp theo tình. Hát đẹp truyền thống của từng dân tộc qua các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian với sự đầu tư công phu tỉ mỉ về nội dung, hình thức. Ông Mai Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến đây, thời lượng của chương trình Sự việc và Góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ai à? À em nhá. Em vào nước. Ở địa phương. Qua những lời ca, điệu múa, các trò chơi dân gian. Chờ em xíu, em đang quay cái video dở cho khách này. Anh uống nước đi. Chào anh nhá. Cho ngày hội đại đoàn kết trở nên ý nghĩa, thiết thực hơn khi giá trị văn hóa của cha ông để lại được gìn giữ. Mấy hôm nay đình đám em nghỉ suốt. Vừa mới bắt đầu từ hôm qua. Ok, ai em bắt rất là nét. Vâng. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần line in. Gần Tết thì ai bận. Xin phép được dừng cái video đây nhá. Giá nó giao lưu với giá là 9.500.000 đồng nhá. Bao ship toàn quốc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn nhá.